tại cầu Thới Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang, khu ta 1405 nha cô chú anh chị nha. Hơi hám chuẩn đẹp luôn nè, bốn máy. Dạ, và xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn bà con, chúc bà con nhiều sức khỏe. Và xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất theo tháng nha. Và hôm nay lên cho bà con mình con Vicino EGV 2006 nha cô chú anh chị nha, lồng tấp 18 và một con Kubota 1405. Đúng rồi, 1405 cho cô chú anh chị mình đã có nhu cầu liên hệ với em nha. Đây ạ. Và đây trước mắt của chú anh chị mình là con Vicino EGV 2006. Và con này thì với lồng bê tông của nó là 1 tấc 18. Con này thì giải nhiệt bằng gió và cái nước xanh đó cô chú anh chị, nó chạy vòng vòng trong máy. Rồi gió nó sẽ giải nhiệt nha. Đây. Con này thì nó 2400 tua. 2400 tua nha cô chú anh chị nha, nặng 192 kg. Vicino 2006 EGV. Dạ, con này thì hiện trạng á đủ đồ. Máy rất là đẹp. Thùng nước đầy đủ, thùng nước, thùng dầu. Con này là cốt ếch hơi chuẩn. Mọi thứ chi tiết trên máy còn rất là đẹp nha cô chú anh chị nha. Đây. Sạch sẽ nè. Dạ, do là để gần đất á, dạ cho nên nó bụi tí xíu. Ô. Rất đẹp nha bà con. Giải nhiệt. Đây. Dạ, bà con mình nay có nhu cầu mua về những cô chú anh chị mình chạy xà lan á. Dạ, mua về để kéo tời nè, kéo neo. Dạ, hoặc là chạy dành cho máy phát điện á, thì con này rất là hợp lý cho cô chú anh chị mình. Lấy về là sử dụng ngay. Con này giống nó giống giống như kiểu máy thùng rồi cô chú anh chị, nhưng mà con này đã qua sử dụng. Còn chất nha. Máy này xịt rửa ra rất là đẹp. Này. À, do là để nó bị văng lên á, dạ, nó hơi bụi. Lọc dầu. Dạ, tay quay. Đầu máy tay quay đây. Mọi thứ còn ok hết. Để em cho cậu Đạt vào nổ máy thử cho cô chú anh chị mình coi nha. Rồi sau đó mình ra cái 1405 Kubota 4. Dạ rồi, cho dầu vào chuẩn bị nổ máy nha cô chú anh chị nha. Con này cái nắp dầu còn sáng giới luôn. Đã lắm. Long lanh luôn. Về để kéo tờ neo hoặc là chạy máy phát điện rồi rất là ngon nha cô chú anh chị nha. Con này bỏ xuống ghe thì chạy nó không có rung. Êm dữ lắm. Máy này hiện tại bây giờ giá thị trường nó tầm 20 mấy triệu đó bà con. Dạ, nhưng mà giá bán trực tiếp của cậu em ở đây kêu chỉ có 11 triệu thôi. Dạ, coi máy thương lượng trực tiếp tại cồn Thới Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang nha bà con nha. Máy rất là đẹp, rất là liền lạc, còn đủ đồ hết. Đầu nước, bình dầu, giải nhiệt bằng bằng nước và gió luôn, nổ máy luôn. Còn thiếu gì nữa không? Còn thiếu tiền thôi. Còn thiếu tiền thôi. Rồi ok. Dạ, ai có nhu cầu liên hệ nha. Con này bỏ vào ghe chạy im lắm mà con, những con ghe cào đồ này kia. Máy êm nha cô chú anh chị nha. Rất là êm. Garanti nổ nhuyễn lắm rồi chứ chị. Nổ đếm vòng được luôn á. Máy rất êm nha. Nhà này bà con mình bỏ xuống ghe chạy cũng được. Bỏ ghe chạy rất là tốc độ nha. 2400 tua, lồng 1 tấc 18. Con này nó tầm khoảng nhiêu ngựa cậu Đạt? 26 ngựa. 26 ngựa nha cô chú anh chị nha. Rất là êm. Nó nặng chỉ có 190 mấy ký thôi. Gọn. Hả? 25 ngựa nha cô chú anh chị nha. Rồi, nổ căng cái cậu Đạt. Cầu thì liên hệ với em và coi máy tại cồn Thới Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang nha.
con này chạy máy phát điện, kéo tời neo hoặc là gắp ghe chạy thì nó đỡ giặt hơn, êm lắm, rất là đã. Rồi ok, rồi bây giờ ra con 1405 luôn nha cô chú anh chị nha. Mời bà con, máy đẹp quá trời, 25 ngựa, 2400 tua, nặng 192 kg, đã thiệt. Cái này bà con mình mua thì ở đây cậu em sẽ rửa ba cái này ra, này là bị bụi nè, thấy không ạ, xịt rửa rồi bóng vợ ngay, máy mới lắm, long lanh luôn, trên thùng dầu nữa nè, đẹp cực kỳ, đảm bảo cô chú anh chị mình xuống đây coi là thích liền. Rồi mời bà con. Dạ, và đây là Kubota 1405 nha cô chú anh chị nha, V1405, bốn máy này có cần tắt sẵn luôn nè cô chú anh chị. Ngoại hình thì con này là chưa hạ xuống nước chạy nha cô chú anh chị nha, máy chặt nghĩa địa đem về chưa hạ nước, con này đảm bảo cho bà con mình cốt ếch. Máy thì đề là nổ, có sẵn đi mô sạc luôn nha bà con nha. Con này về bà con mình chạy vỏ composite chạy rất là ok, còn những chiếc ghe thì chạy tầm khoảng kia 1,5 tấn đủ lại á, 1,5 tấn chạy cũng ngon lắm cô chú anh chị. Bốn máy nha, con này lồng nhiêu cậu đây? Dạ, và đây là Kubota thì mới vừa câu xong, là 32 ngựa, lòng 76, rất là lanh luôn. Hôm nay bà con mình về chạy vỏ chạy rất là đã cô chú anh chị, từng chi tiết luôn. Con này bán với giá chỉ có 9 triệu thôi nha cô chú anh chị nha, ai có nhu cầu thì liên hệ, có sẵn đi mô sạc luôn. Con này chưa hạ xuống sông chạy nha cô chú anh chị, máy chặt xe nghĩa địa mang về đề luôn đi cậu Đạt, thử luôn, thử máy cho cô chú anh chị mình nha. Xong rồi giật cái máy bơm luôn cậu Đạt, đó máy bơm mini chuyên đi giải cứu đồng đội bà con. Rồi lên nước rồi, rồi ok. Dạ, và bây giờ thử ra luôn cho cô chú anh chị mình, máy rất là êm nha, khoan từ máy êm lắm, hơi hám trước nha bà con. Hôm nay em bán một con giá rẻ cho cô chú anh chị mình luôn, dạ con này bán với giá 9 triệu tại cồn Thới Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang, Kubota 1405 nha cô chú anh chị nha, hơi hám trước đẹp luôn nè, bốn máy lòng 76, con này tầm khoảng 32 nữa nha cô chú anh chị nha. Rồi đẹp luôn cậu Đạt ơi, rất đã nha bà con, máy thì êm ru à, máy êm cực kỳ luôn, tắt nó được rồi, có nước vô được rồi, tắt nó luôn cậu ơi, nước vô máy được rồi, ok đẹp luôn. Rất đã nha, với giá 9 triệu thôi tại cồn Thới Sơn. Dạ bà con ai coi được liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới, coi máy tại cồn Thới Sơn và con này chỉ có giá 9 triệu thôi, 32 ngựa. Chuyên vỏ composite và ghe tầm khoảng 2 tấn đổ lại nha bà con. Dạ hẹn gặp lại bà con vào 5 giờ ngày mai và những video tiếp theo. Dạ xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất theo tháng nha. Đảm bảo bà con cốt ếch hơi đẹp. Bye bye bà con.